Và thưa quý vị thân mến, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho sự xuất hiện của chú rể Mách Sang và cô dâu Phương Trúc cho buổi tối ngày hôm nay. Cũng ngày 4 tháng 12 âm lịch, cũng là ngày lành tháng tốt. Nhà trai chúng tôi có đem chính lễ đến để đón rước dâu. Và xin quý trưởng tộc cũng như gia tộc nhà gái nhậm cái lễ đặng cho nhà trai chúng tôi vào trình chính lễ. Thế là có mấy em ở đây với lại vợ chồng của cha em là hôm nay là ngày lành tháng tốt. Đúng hẹn ngày giờ y kỳ. Người ta lên đây để xin cái lễ nhập gia. Dạ.
mới đồng ý. Rồi xong rồi. Dạ em xin mời. Anh đi. Anh là thông gia với đúng rồi. Ba vợ của ba anh vợ là tôi cũng thông gia của anh Ngân luôn. Nghe nói à, bọn anh nói rồi. Anh cứ tự nhiên. Dạ anh bắt tay cho con cái luôn nha. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes and I saw me coming back to life. Quan viên hai họ, hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2023, cũng là ngày lành tháng tốt. Gia đình nhà cha chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn nhà gái đã thân tình đón rước để nhà cha chúng tôi đến trình xin lễ đón rước dâu. Xin trước khi là trình lễ xin lễ, chúng tôi xin giới thiệu bên nhà cha gồm là cha mẹ chú rể, đây là cha mẹ chú rể, còn đây là bà mợ của chú rể. Là bà mợ luôn, bà cô, bà nội, bà dì và ông ba đúng không anh? ông cậu ngồi ở ngoài để qua để làm lễ đón rước dâu. Đó là còn phần xính lễ gồm thì có cặp đèn để trình báo gia tiên và chầu cao và cùng 12 quả. Dạ, con heo nằm bên kia. Yeah. Heo không có chỗ để nằm bên kia. Dạ, chương trình quý gia tộc của nhà gái hôm nay phần nữ trang cho cô dâu là gồm những gì đó? Gồm có là một sợi dây chuyền vàng với hai chiếc kiềng vàng với một chiếc lắc với một con bông cho cô dâu với lại hai chiếc vòng đeo tay với lại 2,000 đô để phụ tiền nước bên nàng gái để xin hả đại diện cho gia đình ai vậy không? Vậy là có hội đại hai bên. Tôi xin chấp nhận cái lễ này và đồng thời cho cô dâu xuống đây để nhận trao cái quà này cho cô dâu. Để hâm để. With a heart so free, and I just wanna be where you are. In this moment, I could stay for a while. Thì những cuốn lễ mà tôi đã xui nhận ra, tôi đã trình ra thì tôi đã nhận hết, nhưng mà tôi làm tiền cho there you are.
xíu rồi xong còn đâu đèn nữa nè, nó đèn nãy có nói là trên nó lắng ta đốt cho anh đó, đốt trên bàn thờ trên vòng vai, vòng vai bàn nhẫn lấy rồi. Giờ tới của bác của cô dâu, bà của cô dâu và cô của cô dâu, hôm nay có gì cứ tặng cho cháu. Xong sau đó anh chị nào có những gì thì lên tặng cho em. Rồi, kính mời. Me.
flows in the right direction. When it's pushing you towards the sunset like a ghost. And I know that you'll learn to love the lesson. That some things you have to find out on your own. It's time to go discover the world. It's time to go discover the world. I can hear the future buzzing like an engine, roaring out in the distance past the trees. Watch the snow melt. The water always runs into the sea. It's time to go discover the world. It's time to go discover the world. Discover your world. It's time to go discover your world. Whoa. Xin lên là hôm nay á, ngày làm tháng tốt nữa, làm dễ rước dâu về đến đây hoàn tất. Xin mời quý ông bà cô bác trưởng tập hai họ dùng nước để bên nhà trai thượng nhang rồi cho chú rể con dâu chào mà thờ gia tiên. Gọi là giờ làm lễ chút thì gia đình tiên xá hai bên. Dạ, xá hai bên. Ở bên kia nữa. Rồi để mừng hai cha cháu được thành viên, cậu mợ về dưỡng gì đó. Có tặng quà. Bây giờ tính tặng có quà tặng cho hai cháu mừng. Chị hai đâu. Rồi giờ xin phép bà nội trước đi. Mất cháu là bà nội gửi quà hai cháu. Dạ, con cảm ơn nội. Dạ, cho bà cô để cho con đeo vô coi, em mất á. Dạ. Rồi giao hộp cho con. Dạ, cảm ơn bà. Dạ. Ngày hôm nay ông cậu mừng cho hai cháu. Dạ. Ông cậu muốn và nhỏ tặng cho hai cháu, cầu chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn. Không thay đổi. Dạ. Thấy giá vậy. Rồi mở ba đứng luôn là đó được. Mở ba. Thành hôn thành chồng vợ bà. Bà mở cho món đồ. Dạ. Dạ, con cảm ơn bà. Dạ. Để nó có thiệp để coi. Để đây, để vậy nó mới nhiều. Lên vậy nó mới nhiều đó. Hôm nay ngày... Trời ơi, nhớ mình. Tiền chẳng đâu. Nay ngày... luôn à. Tân hôn của cháu Sang. Cậu cũng đại diện lại với bên ông ngoại ngoại. Đây phần của ngoại ngoại gửi tặng cho cháu dâu.
Dạ, con cảm ơn chúc, cậu. Hai con trong năm hạnh phúc ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn mẹ bà ngoại với cậu. Nào, con giúp cậu đi xem. Hôm nay cũng ông ngoại ngoại, cậu Út chưa? Dạ. Dưới này phần của cậu mở, nay cũng chúc mừng hai con cho hạnh phúc ha. Dạ, cảm ơn cậu. Cảm ơn. Đứng sát vô luôn cậu để con chụp tấm hình cậu. Mở đâu? Rồi cậu nhìn máy này vô để dễ. Này là của cậu hai, của dì Năm. Dạ. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn dì Năm. Chúc hai gia đình có dâu hiền rể thảo. Dạ, cảm ơn dì Năm. Dạ, cảm ơn cậu. Mà đứng vào luôn mà. Đứng vô trong mình. Đây là cô Út, giới thiệu đây là cô Út của chú rể. Em Út của ông tham gia thôi. Cảm ơn cô ông. Chúc làm dâu hiền rể thảo giá vậy. Chúc cho hai đứa trăm năm hạnh phúc, đúng không? Đây, dạ, bác. Vợ chồng tôi, hai vợ chồng tôi là tham gia của anh chị hôm nay. Nay chúc quà gửi hai vợ chồng. Ngày vui của hai cháu. Bác có chúc quà. Dạ. Cho hai cháu vui vẻ, hạnh phúc. Dạ, dạ, cảm ơn bác. Đây, đâu, ta nào đâu. Tên này được không? Dạ, được. Tốt, giữ ấy luôn. Ok. Dạ. Đây, con dâu đâu? Dạ. Tay tay con chị đâu? Con dâu đeo vô đây ha. Dạ. Rồi lắc chặn lại đi rớt. Dạ, dạ cảm ơn bác. Tôi dì Sáu chúc Vĩnh món quà để kỷ niệm nha con. Dạ, cảm ơn dì Sáu. Hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Bữa nay ngày vui của hai con ha. Dạ, dạ. Dượng hai mở ATM rồi con rút đi. À, dạ, quên mở pin rồi. Thôi, Dượng hai. Dạ, dạ. Chúc hai con vui vẻ, hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn Dượng. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn mở. Cảm ơn cậu. Hôm nay là ngày vui của tụi con. Cô chú với chị Ngọc có chút quà. Dạ, đừng đứng ở ngoài. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Chúc tụi con trong năm hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn con. Dạ, chụp chụp hình đi. Chúc hai con hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn cô Hạnh. Dạ, vô chụp cho con tấm hình. Cô. Tặng hai con làm cái quà nhỏ. Chúc hai con hạnh phúc suốt đời. Dạ, con cảm ơn cô Thắm. Dạ. Dạ, vô chụp con tấm hình. Bữa nay ngày vui của hai em. Anh chị cũng có một chút quà gửi cho hai em làm quà cưới. Anh chị chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc, ăn đời ở kiếp với nhau, sống tới răng long đầu bạc để chọn tình nghĩa phu thê. Dạ, đây dạ, gửi cho hai em. Anh chị giờ lễ phần lễ trao quà cho hai cháu nữa. Không đứng đó đi. Anh mời cô bác anh chị ra ngoài dùng tiệc với cha. Dạ. Bà, hôm nay coi như là một ngày lễ chúc mừng tân hôn, là hôm nay đàn trai đến nhà đàn gái rước dâu, phải nói là đầy đủ thì tôi không biết gì hơn. Thứ nhất là tôi sẽ cảm ơn anh Xuôi và chị Xuôi coi như là nhiệt tình và làm những món hoa mà chỉ lúc tôi ngỡ ngàng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi xong cái phần thứ hai thì tôi xin ý kiến anh Xuôi chị Xuôi. Dạ. Đây là giữa anh Xuôi và chị Xuôi. Khi mà con nó về nhà chồng thì đôi lúc thì có sự thay đổi đồng ngọt. Dạ. Ví dụ như về lời nói hay là cách ăn uống hay là nấu nướng gì đó nó không trọn vẹn như anh Xuôi. Thì đã là dâu thì coi như là anh Xuôi chị Xuôi có thể là hướng dẫn cho con làm đúng theo cái khẩu vị của mình hay là theo cái thủ tục của mình chào hỏi như thế nào. Rồi xong rồi anh chị của gia đình ví dụ như thấy em dâu mình chưa có trọn vẹn gì hết thì mình nên chỉ bảo cái điều đó là rất tốt để cho em mình sửa lại, và cũng là con dâu tôi của con dâu nó về nó anh chị để nó sửa lại những cái gì mà nó làm chưa được tốt. Những điều tôi mong muốn nhất là anh chị phải thật tình hướng dẫn chứ không ngần ngại gì mà cứ có mở rồi cái là đâm ra mình hơi phiền mà không nói ra thì nó
con cũng biết đâu mà để nó sửa chữa. Thì coi như là một điều đó thì rất là cảm ơn anh chị. Cũng một lần nữa coi như là chúc sức khỏe gia đình anh Xui, chị Xui và cùng ông bà được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ dạ, xin đang cảm ơn anh luôn. Dạ dạ dạ. Dạ các bạn nghe lại. Dạ. Cầu cái này cho. Dạ. Many times we have walked ourselves in circles, only to find we're in the right place. We'll hear it home between the verses and the words to make us whole. We find peace knowing together we're never alone. Through the years we have heard the doubts, we know them, but here we are in the lion's den. All alone we've gone in search of the horizon. I just hope we will see you there at dawn. 'Cause who on a wall that I faded, but here and now is what's between us and the future we will hold in time if we're patient through the trials. And in the darkness we have faced our fears, we own them. Here we are at our journey's end. Lonely was the night we wandered, and our hearts they ache for wonder in the sun, and we will see you there soon.
faces. Everyone I know is gone, and I love the silence, but that's what kills me after too long. And there's somebody else who lives here, and I know them too well. I get restless. Everyone I know is gone, and I love the silence, but that's what kills me after two. Như một buổi ăn sáng và cũng không phức tạp như một thuật toán của các nhà khoa học, mà tình yêu đó chính là những lời chia sẻ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Và tại mảnh đất Sài Thành này với hơn 10 triệu dân thì Khải Hoàng nghĩ rằng để tìm được một nửa yêu thương quả thật là một điều gì đó rất đáng trân quý. Và ngày hôm nay thì cùng với cánh đẹp hồng trên tay, quý vị đang cùng đến đây để cùng chia sẻ những tình yêu ngọt bùi và trân quý như vậy dành cho cô dâu và chú rể. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón nam thần của tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chào đón chú rể Minh Sang. Và thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt về cuối sân khấu để cùng chào đón nửa kia của chú rể Minh Sang, cùng chào đón cô dâu Phương Trúc thưa quý vị. Thưa quý vị thân mến, những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc nhất của chú rể Minh Sang và cô dâu Phương Trúc tại My Sunday Jam.
Và thưa quý vị thân mến, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho sự xuất hiện của chú rể Minh Sang và cô dâu Phương Trúc cho buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, chắc có lẽ là điều hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của những bậc sinh thành không phải là sống lâu trăm tuổi hay là có nhiều của cải vật chất, mà điều hạnh phúc lớn nhất của những bậc làm cha mẹ đó chính là chứng kiến được những người con thân yêu của mình tìm được bến đỗ của cuộc đời. Vì vậy ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón đại diện hai bên gia đình quý vị nhé. Về phía nhà trai trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thanh Ngân, bà Nguyễn Thị Kim Dung. Về phía nhà gái trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Thóc và bà Nguyễn Thị Bích Phượng. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chào đón đại diện hai bên gia đình trong buổi tối ngày hôm nay quý vị. Và thưa quý vị thân mến, giờ đây trên sân khấu này, đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi xin được ra mắt toàn thể quý vị khách quý. Thưa quý vị, những lời căn dạy của đấng trung thành trong nhà thứ của cô dâu và chú rể, đó chính là động lực để cho chú rể Minh Sang và cô dâu Phương Trúc tiến lên trên con đường tình yêu, sự nghiệp và hôn nhân. Vì vậy, ngay sau đây thì chúng tôi xin mời bố của cô dâu là ông Lê Văn Thóc sẽ có đôi lời chia sẻ dành đại diện cho hai bên gia đình. Trân trọng kính mời ông. Kính chào. Quý văn viên hai họ cùng ông bà, cô bác và anh chị, bạn bè thân hữu cùng các em và cháu, một lời chào đầy ý nghĩa nhất. Dạ kính thưa, ngày xưa ông bà ta có nói trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng. Hôm nay hai gia đình chúng tôi đã được con nhất trí làm rể làm dâu, đó là Minh Sang và Phương Trúc. Hôm nay là được ngày lành tháng tốt, hai bên xuôi gia chọn ngày tốt để làm lễ cho hai cha hai con, và cũng là cảm ơn rất nhiều ông bà cô bác và bạn bè thân hữu, anh chị cùng các em và cháu nhín chút thời gian của ngày chủ nhật để đến đây dự buổi tiệc là một điều vinh hạnh nhất. Dạ tôi không biết gì hơn, coi là kính chúc toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ cuối cùng cũng kính chúc quý vị dùng ngon miệng, và trong buổi tiệc thì có lúc vui nhưng cũng có lúc quý vị không được hài lòng lắm về vấn đề ăn uống hay là do tiếp viên đại nước không đầy đủ. Thì hai gia đình xin đại diện nếu có gì sơ sót, mong quý vị thành thật thứ lỗi cho hai gia đình chúng tôi. Vâng, xin được cảm ơn ông Lê Văn Thốt đã đại diện cho hai bên gia đình chia sẻ với tất cả quý vị ngày hôm nay. Và cũng xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình, chúng ta sẽ quay trở lại bàn tiệc để tiếp tục chương trình cho buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và thưa quý vị thân mến, chắc chắn là sẽ có rất nhiều cảm xúc trong đêm nay. Với tất cả quý vị, đó chính là niềm hân hoan khi mà ngày hôm nay chúng ta chứng kiến cô dâu và chú rể tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Còn với cô dâu và chú rể, đó sẽ là ngày rời khỏi hội FA. Những ngày độc thân sẽ không còn nữa và sẽ đến với ngày chung đôi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ, đôi lời tâm sự của chú rể Minh Sang và cô dâu Phương Trúc dành cho nhau trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Đầu tiên thì Khải Hoàng xin nhường mic lại cho chú rể ạ. Thực ra thì mình và Trúc quen nhau từ đầu năm cấp 3. Thì lúc ấy Trúc chuyển trường học tới chung. Thì hai đứa mình bắt đầu quen nhau từ năm lớp 10. Thì cái thời gian ấy mình quen Trúc cũng là cái mối tình đầu. Và suốt từ năm lớp 10, 11, 12 thì hai đứa mình có một cái mối tình học trò rất đẹp. Và cái điều đặc biệt nhất là khi mình tiếp xúc với Trúc và mình thích cô gái này không chỉ là vì ngoại hình xinh hoặc là vóc dáng đẹp, mà đó chính là cái giọng nói. Thì lần đầu tiên mình tiếp xúc với Trúc nghe giọng nói là mình yêu cô ấy luôn. Và đến bây giờ vẫn yêu cái giọng nói ấy.
thì sau hết 3 năm cấp 3 thì bọn mình chia tay. Thì lúc ấy Trúc đi du học, mình thì ở lại Việt Nam. Và tua nhanh thời gian, thì sau một khoảng thời gian dài Trúc học tập và làm việc ở nước ngoài, thì Trúc quay về về Việt Nam. Thì mình có chủ động nhắn tin, hỏi thăm, liên lạc, tiếp xúc với Trúc nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Và hai chúng mình biết quyết định quay lại với nhau vào năm 2018. Thì em biết không, khi gặp em năm lớp 10, anh chỉ có cảm giác là chỉ có một mình em mà thôi. Sau biết bao nhiêu biến cố thì cuối cùng mình vẫn là của nhau. Anh tin điều đó là định mệnh. Từ khi gặp em cho đến nay cũng đã hơn 15 năm. Và cuối cùng mình đã cũng có tổ chức được một cái đám cưới mà mình mong ước bấy lâu nay. Anh hứa sẽ làm tất cả mọi thứ cùng em, để cùng nhau xây dựng tương lai của chúng mình sau này thật tốt. Và sẽ có nhau bên cạnh và cùng nhau già đi. Anh chỉ hy vọng rằng anh và em sẽ luôn nhường nhịn nhau, yêu thương nhau, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, thông cảm nhau, và luôn tìm mọi cách giao tiếp với nhau, không có được im lặng trong mọi trường hợp. Lúc nào cũng phải tiếp xúc với nhau và chịu đựng với nhau trong những ngày tháng sắp tới và dài lâu hơn nữa. Và nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn làm chồng em một lần nữa. Và điều cuối cùng anh muốn nói với em là anh yêu em, vợ của anh. Con xin phép mọi người, thì thật ra là con với lại chồng con á, thì thường ngày xưng nhau bằng bò với mèo. Đây là bò, còn con là mèo. Thì con cũng sẽ nói nhắn nhủ với bò bằng cách xưng hô hàng ngày. Thật ra mình có một cái mở bài giống nhau. Chào bò. Bò có biết là hôm nay á, chính xác không phải là 15 năm mà là 16 năm kể từ ngày lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thật ra thì trong suốt khoảng thời gian đó, có những lúc thì chúng ta đã lạc mất nhau. Nhưng hôm nay, một lần nữa, chúng mình đã xin phép ba mẹ để có thêm một kỷ niệm đáng nhớ. Đó là cùng nhau đứng đây, mèo là cô dâu, còn bò là chú rể. Mèo biết là thời gian qua, quãng đường mình đi qua không có trải đầy hoa hồng. Và mẹ cũng biết là đoạn đường sắp tới thì cũng không có tránh khỏi những cái gập ghềnh. Nhưng mẹ mong là chúng mình sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên để cùng nhau đón nhận những giọt nước mắt đó, bên cạnh những niềm vui mà mình sẽ cùng nhau chia sẻ. Mẹ tin là với tất cả tình yêu của mọi người dành cho mình và của mình dành cho nhau, thì chúng mình sẽ tạo nên những điều tốt đẹp cho mọi người và cho gia đình nhỏ của mình. Mình đã cùng nhau đi qua một khoảng thời thanh xuân rất là đẹp. Hôm nay mình tiếp tục nắm tay nhau trên đoạn đường mới với rất nhiều điều ở phía trước. Cảm ơn nhau vì đã luôn yêu thương. Mèo tự hào về bò, về gia đình nhỏ mà chúng ta đã và đang xây dựng. Mèo thương bò. Thưa quý vị, đó chính là những lời chia sẻ, những lời tâm tình của cô dâu và chú rể dành cho nhau trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Và chúng tôi biết rằng trong tình yêu này thì khi mà yêu nhau, chúng ta chỉ cần có cơ hội, nhưng mà để đến được với nhau, nó là một cơ duyên. Và trên hành trình tình yêu và hôn nhân thì cần lắm nhiều trạm kiểm soát. Và hai bạn cũng đã trải qua những trạm kiểm soát để có thể bắt đầu một hành trình mới được mang tên là hôn nhân. Và để đánh dấu cho cái hành trình hôn nhân ấy thì hãy trao cho nhau một nụ hôn thật sự thấm thiết cho buổi tối ngày hôm nay, được không ạ? Chúng tôi xin mời cô dâu và chú rể ạ.
Xin mời chú rể Minh Sang và cô dâu Phương Thức. Thưa quý vị, rất ngọt ngào, rất lãng mạn những khoảnh khắc tình yêu trên sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, để có được một hành trình tình yêu trọn vẹn như ngày hôm nay thì chắc chắn ở đây là có rất nhiều, đặc biệt là rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng đã vun vén cho mối tình này. Và ngày hôm nay thì cũng là một ngày đặc biệt và cũng có sự xuất hiện của sếp của cô dâu đúng không ạ? Và chắc chắn là trong giây phút này thì theo yêu cầu của ban tổ chức thì Khải Hoàng cũng mời sếp của cô dâu sẽ cùng lên sân khấu, cũng có đôi lời chia sẻ và đôi lời gì đó nhắn nhủ với cặp đôi của chúng ta. Xin mời sếp của cô dâu ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, sếp của cô dâu là người Hàn Quốc nha quý vị. Nên là chúng tôi chắc chắn là phải cần thêm thông dịch viên không cô dâu? Đúng không ạ? Hiện tại thì chúng tôi cũng có thêm thông dịch viên để có thể quý vị sẽ có thêm cầu nói và kết nối với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây thì Khải Hoàng xin được nhường mic lại cho sếp của cô dâu quý vị nha. 이렇게 좋은 자리에 참석하게 돼서 굉장히 영광입니다. Hôm nay là niềm vinh dự của tôi khi đến dự lễ tiệc cưới của chị Trúc ngày hôm nay ạ. 앞으로 결혼을 하고 나아가서 정말 즐거운 결혼 생활이 되었으면 좋겠습니다. Hy vọng cả hai người có một buổi đám cưới thật là tốt đẹp và sau này khi mà cưới nhau về rồi thì sẽ có một cuộc sống thật là viên mãn và hạnh phúc ạ. 다시 한번 결혼 진심으로 축하드립니다. Và thêm một lần nữa tôi xin chúc mừng đám cưới của hai anh chị ạ. 아, xin được cảm ơn sếp của cô dâu. Và giây phút này thì sếp của cô dâu cũng sẽ có một món quà dành tặng cho ngày chung đôi của chú rể Minh Sang và cô dâu Phương Trúc. Một lần nữa quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Thank you very much. Xin mời sếp của cô dâu cũng như là các cộng sự của chúng ta sẽ quay trở lại để tiếp tục chương trình cho buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Beautiful and sweet. I never knew you were someone. Thưa quý vị thân mến, trong câu chuyện tình yêu, hạnh phúc không phải là mục đích đến nào đó mà chúng ta hướng tới. Nó chính là con đường mà chúng ta đang đi. Là sự bằng lòng với hiện tại, chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc, nhưng chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười. Và tiếp theo thì Khải Hoàng xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng đến với nghi thức tưới cây hạnh phúc. Thưa quý vị, trong câu chuyện tình yêu thì thực ra chúng ta chẳng cần gì đâu. Chỉ đơn giản là về nhà bình yên, có người đợi cơm, có người thấu hiểu, có mùi thức ăn thơm phức và tiếng hát ngày về của người mình thương. Và thưa quý vị thân mến, đó chính là những gì mà cô dâu và chú rể đang mong muốn trong hành trình hôn nhân của mình. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho những khoảnh khắc đồng đầy được mang tên chú rể Minh Sang và cô dâu Phương Trúc cho buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, trước khi mà trao trả cô dâu và chú rể đến với vòng tay của tất cả quý vị thì Khải Hoàng cũng sẽ gửi mic là một lần nữa dành cho cô dâu Phương Trúc để cô dâu Phương Trúc có đôi lời gì đó với tất cả những cô chú, những họ hàng, bạn bè thân thuộc cũng như là đồng nghiệp của mình trong buổi tối ngày hôm nay cô dâu nha. Con xin đại diện hai vợ chồng gửi lời cảm ơn đến trước nhất là cha mẹ hai bên và cô dì chú bác cũng như bạn bè đồng nghiệp đã dành thời gian để đến đây với vợ chồng con chung vui vợ chồng con ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đó chính là những lời cảm ơn đến từ cô dâu Phương Trúc ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tất cả các khâu thì hy vọng tất cả quý vị ở đây chúng ta sẽ có một đêm thật sự trọn vẹn và nhiều niềm vui nhất tại Mason The Jam. Và giây phút này xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nâng ly với cô dâu và chú rể để bắt đầu khai tiệc cho buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời nhân viên hỗ trợ sẽ có hai chiếc ly dành cho cô dâu và chú rể và xin mời tất cả quý vị ở đây sẽ rót đầy ly của mình lên và chúng ta sẽ nâng ly thật cao và hô thật to được không ạ? Vâng ạ, xin mời tất cả quý vị, không biết là tất cả quý vị ở đây đã sẵn sàng chưa ạ? Mình sẵn sàng rồi thì mình giơ ly cao thật cao lên ạ. Giơ ly cao thật cao lên ạ. Vâng ạ, và bây giờ chuẩn bị nha. Tiếng Việt nha mọi người. 1
2, 3, xin được chúc mừng. Life was so simple and we just had fun. Do you remember when we were small? And everything around us was so much taller. Do you remember when we were kids? And all that we wanted was to go outside with our friends. Do you remember falling in love? Passing notes in sixth grade, I got detention every day. Tương hợp với nhau. Câu hỏi thứ hai, khi cãi nhau trong hai anh chị ai là người xin lỗi trước? Rồi, ok. Nhưng mà thường thường cãi dù gì vậy anh? Ai là người hay ngủ ngáy hơn ạ? Rồi, câu hỏi này cũng chính xác nè. Là chủ đề rồi bây giờ. Em đạp luôn. Rồi, đạp luôn hả? Trời ơi, nhà là phải có nóc nha. Nhưng mà chắc chắn là trong giai đoạn đầu thì nó sẽ hơi có một chuyện một hơi đó một xíu thì mình lại cũng không được đúng không? Đó, ok, mình tiếp tục nha. Trong hai bạn, ai là người điệu đà hơn? Oh my god! Và câu trả lời là... chú rể. Vâng ạ, à, thường thường thì... À, sao nãy giờ tại là chú rể không vậy ta? Yeah, mê nha thì mưa bộn.
Có đúng không như vậy không ạ? Dạ đúng. Rồi có tật xấu gì nữa không cô Dâu? Chạy xe rất là nhanh. Rồi chạy xe nhanh luôn hả? Ok rồi, đó cũng là một tật xấu nha. Tật xấu đều thuộc về anh trai nhà ta. Rồi ok. Trong hai bạn ai là người chuẩn bị quần áo lâu hơn? Ok, trời ơi, cái vụ này nữa hả? Anh ơi, anh chuẩn bị cái gì mà lâu hơn cô Dâu vậy? Hay quên đồ luôn cô. Trời ơi, ông bao nhiêu tuổi rồi? 1/3 xinh xanh. Anh đã đi qua 1/3 cuộc đời và bây giờ anh đã chuẩn bị. Và đôi khi là chuyện dễ nhớ, dễ quên là chuyện rất bình thường. Em ở đây cũng vậy luôn, nhưng mà có một thứ em không quên được, đó là tiền. Đúng không? Nè, ai mà nợ là nhớ hết. Ok, tiếp tục. Trong hai bạn, ai là người nắm quyền trong gia đình? Ai là nóc nhà đó? Ai ạ? À? Ai ạ? À? Rồi, đúng rồi. Nóc nhà trong gia đình là một con hoa rất là dễ thương, cô Dâu ạ. À. Rồi, ok. Ai là người tài tiền, gọi là tiêu tiền nhiều hơn? Rồi. Thường thường thì anh ấy sẽ chi về vấn đề gì nhiều nhất cô Dâu nhỉ? Áo, giày dép, keo xịt tóc, đồng hồ. Mình có cảm thấy tự hào về vấn đề đó không ạ? À? Chắc chắn là ví dụ như là với một người nữ thì những vấn đề này nó rất là bình thường. Nhưng mà đối với một người nam mà khi mà chúng ta chuẩn bị nhiều quá thì mình có cảm thấy khó chịu không? Dạ có. Đôi lúc cũng khó chịu, đối với mình nói thì cũng không có thay đổi. Trời ơi, hên quá tôi chưa có bồ con ơi. Thiệt thật sự, những gì mà cô Dâu nói thật sự là Hoàng đều có tất cả. Và ví dụ như là trước khi mà đến với hôn nhân thì những vấn đề đó rất bình thường. Nhưng mà chắc chắn khi mà đã trở thành vợ chồng, chồng rồi đó, thì chắc chắn là mọi người sẽ có một cái điều chỉnh gì đó để phù hợp với đối phương hơn, chắc chắn là như vậy. Đúng không? Nhưng mà quan trọng thứ nhất là đối phương của mình luôn luôn là một điều gì đó là phát triển cho tất cả mọi người, là một điều rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Rồi tiếp tục. Trong hai bạn ai là người sợ ma hơn? Trời ơi, thôi cái này chắc chắn rồi, cô Dâu sợ ma hơn. Rồi, ai nói nhiều hơn? Ai nói nhiều hơn? Rồi, cái này có sự lệch pha nha. Anh thì nói anh, chị thì nói chị, ai cũng nói nhiều như nhau. Ok, nói chung là có sự lệch pha, nhưng mà cái này là người nói nhiều nên về một đội. Rồi, ai là người lãng mạn hơn? Ok, rồi cô Dâu là người lãng mạn hơn. Rồi, đã lãng mạn rồi, hỏi câu thêm rất là nhắc xíu nè. Ai là người lười tắm hơn? Trời ơi, ổng điệu đà gần chết luôn mà rút cuộc ổng chưa tắm mọi người ơi. Đó, tôi đã tìm ra những gọi là tật xấu của anh ấy rồi đó. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng đến với một vài câu hỏi cuối cùng nữa nha. Rồi, một trong hai người ai là người hay ghen hơn? Ai ạ? À? Câu hỏi cuối ạ. À? Ai là người hay ghen hơn ạ? À? Rồi rồi, em đưa vậy rồi sao anh biết ai đây? Cả hai đều ghen như nhau đúng không ạ? À? Ok, rồi. À, câu đánh thông em chỉ dành một. Không ai ghen hết trơn hả? Rồi rút cuộc giờ có ai ghen không? Không ghen đúng không? Ok rồi. Câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại phần giao lưu và câu hỏi hiểu ý tình nhân cho buổi tối ngày hôm nay. Và chúc anh chị sẽ nhiều thành công hơn nữa, cũng như là chúng ta hạnh phúc hơn nữa trong hành trình sắp tới. Và xin mời anh chị chúng ta sẽ quay trở lại từng bằng điện để cùng chung vui với tất cả mọi người buổi tối ngày hôm nay nha.
be loving.